Xin chào tất cả các chị em. Hôm nay thì Linh muốn chia sẻ với chúng ta về cái làm sao mà để da của Linh trắng lên như thế này đấy. Và chúng ta thấy rằng là không có mụn này, rồi nó căng sáng mịn và nó bóng đấy. Thì dù là chúng ta biết rằng là tuổi của Linh năm nay là đã trên 32 tuổi rồi đúng không? Và đàn ông mà để có da như thế này á, thực sự đó là một cái điều nó không hề dễ dàng một chút nào đúng không anh chị? Và là rất nhiều chị em chúng ta đã hỏi Linh về cái việc này, thì hôm nay Linh mới làm một cái livestream để chia sẻ và giải đáp cho chúng ta về cái cách Linh đã chăm sóc cái làn da của mình như thế nào. Và thứ nhất đó là về những cái nếp nhăn của Linh cũng đã biến mất này. Rồi trước đây là mụn rất là nhiều, sạm rất là nhiều và da rất đen. Nhưng bây giờ thì da của Linh nó đã căng sáng mịn và bóng hơn và đẹp hơn. Đấy, đó là cái mà mọi người nhìn thấy. Bởi vì chúng ta nhìn thấy những hình ảnh của Linh ngày xưa đó, thực sự nó rất là đen, rồi nó xấu, rồi nó mụn rất là nhiều. Vậy thì Linh đã chăm sóc cái làn da của mình như thế nào? Thì Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta đó là gì? Đó là Linh đã dùng cái sản phẩm về trắng da eBay White. Đây là sản phẩm đến từ Nhật Bản, sản xuất tại Nhật, và đây là một sản phẩm về chất lượng rất cao và nó rất an toàn cho cái sức khỏe chúng ta nha anh chị. Bởi vì sản phẩm này Linh thích một cái đó là gì? Nó không chỉ làm da chúng ta nó trắng sáng, nó mịn lên, mà nó còn bảo vệ tốt cho sức khỏe chúng ta. Bởi vì sản phẩm này nó tác động vào bên trong, chứ nó không phải giống như những sản phẩm khác mà chúng ta hay thấy được, đó là nó có thể giúp cho da chúng ta trắng lên nhưng nó lại ảnh hưởng đến men gan. Nhưng đối với sản phẩm này thì lại tốt cho cái cơ thể chúng ta rất nhiều, bởi vì nó tập trung vào cái việc mà tăng cường các loại vitamin A, vitamin E để giúp làn da của chúng ta nó trắng sáng và nó mịn từ bên trong, và nó giúp cho tái tạo cái collagen của chúng ta. Đó là Linh rất thích cái sản phẩm này. Và sản phẩm này đó, Linh đây là Linh trải nghiệm sau 1 tháng uống thì da của Linh Linh sờ lên thấy nó mịn hơn rất là nhiều, và Linh cảm thấy rất thích mà khi mà sờ lên cái làn da của mình. Và thậm chí vợ của mình đó, thì vợ mình bây giờ đang mang bầu nên là không có dùng cái sản phẩm này mà sử dụng cái sản phẩm mang bầu mà vợ Linh nói đấy, là sau khi mà em sinh con xong là phải dùng cái sản phẩm này, bởi vì thấy một cái sự khác biệt nó rất rõ ràng với làn da của Linh. Thì chúng ta xem trong Facebook của Linh đó, thì cái hình ảnh của Linh ngày xưa nó đen hơn này, mụn hơn rất nhiều, nhìn không thể tin được. Nhưng bây giờ thì da của Linh nó đã khác, bởi vì Linh dùng sản phẩm này, đó là sản phẩm chăm sóc da từ bên trong, đó là giúp trắng da, sáng da và mịn da. Ok, cái thứ hai đó là bên cạnh, nếu mà chúng ta có tài chính tốt đấy anh chị, thì chúng ta nên dùng theo cùng với đó, đó là cái sản phẩm về máy rửa mặt Lumispa. Đó là sản phẩm nó làm sạch sâu từ bên trong và nó giúp cho tái tạo, cái quan trọng đó là cái sản phẩm này giúp tái tạo về collagen từ bên trong. Thì nó giống như cái xoay đảo chiều đấy, nó giúp cho da của chúng ta nó thể dục nên làm da chúng ta rất đẹp. Đây đây là cái đế sạc nhá, còn đây là cái này. Cái này thì xoay đảo chiều, nó làm sạch sâu từ bên trong nên làm da nó rất là đẹp. Đó là cái thứ nhất, là cái máy rửa mặt Lumispa, đó là chăm sóc bên ngoài. Và cái thứ hai đó là cái máy này, nó giúp cho Linh đưa cái tinh chất nó vào sâu bên trong. Và đặc biệt đó là da đàn ông thường, đó là nếp nhăn ở đây này, thì cười thì mình miết cái này lên thì đó, nó làm da cho nó mình nó căng. Rồi trên này nó hay có nếp nhăn đúng không, thì chúng ta đẩy ủi, thì Linh hay gọi là máy này là máy ủi nếp nhăn. Đó, đây khóe miệng này. Đó. Và chúng ta thường mà phụ nữ khoảng 40 tuổi, 50 tuổi thì chỗ này nó bị chảy xệ đó, thì chúng ta miết lên thì nó sẽ căng căng cái da của chúng ta nữa. Thì đó là Linh dùng kết hợp ba cái sản phẩm này kết hợp với nhau thì nó sẽ giúp chúng ta có một làn da nó rất là đẹp. Nên đối với tất cả các chị em của chúng ta đó, là chúng ta muốn có da căng sáng, bóng mịn và đẹp thì chúng ta hãy dùng kết hợp của ba sản phẩm này. Còn nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là trắng da hoặc là tài chính của chúng ta nó eo hẹp thì chúng ta dùng cái này là ok rồi. Còn nếu tốt nữa, chúng ta nên dùng cả ba sản phẩm, đó là cái tuyệt vời luôn. Và Linh có một cái cam kết với chúng ta, đó là chúng ta dùng xong 3 tháng mà không đạt hiệu quả giống như Linh chia sẻ đó thì hãy inbox trực tiếp vào Facebook của Linh và Linh sẽ hoàn trả chúng ta 100% cái tiền của chúng ta. Và với điều kiện nhé, trước khi dùng chúng ta phải chụp hình. Sau đó chúng ta dùng 3 tháng chúng ta chụp hình, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy một cái kết quả nó rất rõ rệt. Và phải mua, đảm bảo là mua đúng chính hãng từ Linh. Và trước khi mua hãy liên hệ trực tiếp cùng với Facebook của Linh nha, và follow Facebook của Linh và kênh YouTube của Linh, và đảm bảo chính xác là mua của Linh. Bởi vì có nhiều anh chị em khác ấy, ở trên internet người ta copy video của Linh và sau đó đưa ra quảng cáo và bán cho mọi người, và sau đó người ta bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Linh. Nên hãy xác nhận trực tiếp cùng với Linh để chúng ta được sử dụng cái sản phẩm là chính hãng. Ok rồi, cảm ơn và xin chào tất cả các chị nha. Rồi hãy theo dõi và để lại tên và số điện thoại để chúng ta sở hữu sản phẩm của chúng Linh, đảm bảo là chính hãng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em nhé.